Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa bắt giữ nhóm 4 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch nhận dân sự tại thành phố Móng Cái, thu giữ nhiều hồ sơ vay tiền và tang vật liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Trương Văn Tú sinh năm 1995, Phạm Thế Hùng sinh năm 2004, Hoàng Văn Tiến sinh năm 2000 và Hoàng Văn Kiên sinh năm 1993 cùng có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hải Phòng, khai nhận đã cho 31 bị hại vay với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng, với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 10.000 đồng trên 1 triệu đồng một ngày, tương đương với mức lãi suất 109,5% đến 365% một năm, thu lợi bất chính trên 237 triệu đồng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.